Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Duy Vũ Audio. Và tiếp sau đây hôm nay em giới thiệu đến anh em về con mixer Yamaha EMX 2003. Dòng này mixer có công suất nó 370W, chạy 16 sào than và nó có eco và VGBT đầy đủ anh em, và có que laser luôn. Cái này thì em làm clip này chủ yếu là em hướng dẫn cho anh đã cái anh ở Sài Gòn anh mua em cái con này rồi, và em làm lại cho anh em xem sẵn và để cho anh em biết về dòng này luôn. Sau này dụ như có về hàng về thì anh em vào cái clip anh em thì cứ coi cái những cái chức năng nó em đã làm, em đã hướng dẫn anh em, và để em quay giờ camera quay lại cho anh em xem nha. Ví dụ đây là eco anh em, đây phần là eco nha. Thì ví dụ như chữ F này nè là nó tương đối tương chữ F là chữ chữ F này là tương đối CT cho, thì nói chung do mình chọn thôi. Dù anh em muốn chữ chữ khác thì bấm chữ E nè, chữ E là mút tin nè, nhưng mà CT cho là hay nhất. Rồi xong đó mình chọn vào cái phần effect thứ hai là số 9 nè anh em, số 9, số 8, số 7 nè. Nên là ví dụ như số 9 nè anh em, số 9 là lap nè, GVT nè, tại vì em thì thấy cái mức số 9 này, thấy GVT này nó hay. Như máy GVT thì nó tiếng nghe nó không có dài. Nên anh em chọn số 9, thì anh em chọn xong nhấn nhấn ví dụ như này mình ép này số 9 là mình nhấn lưu anh em. Lưu nè. Ghia cạc lưu nè anh em. Lưu ha. Còn bên đây thì chỉnh về laser rồi nha. Bây giờ nó có 16 kg. Thì cái nút này anh em, cái nút này thì nó là phần của eco nè, output sen 2 nè, để đi chung với thằng output sen DSP nè các anh em. Thì thí dụ như này output DSP thì này tương xứng với này, với thằng này thì mình giảm thằng này thì là này là eco tổng nè anh em. Ví dụ mình kéo này xuống thì nó mất eco, mình kéo này lên thì nó thường mình kéo mức độ vừa phải, là mình kéo nhiều quá thì nó sẽ hú nha. Thì cái nút này cũng vậy anh em, dù anh em muốn eco nhiều gian nhiều ít thì nó nút này. Nút này thì nghiêng một cái đường dãy này, thí dụ anh em mình ghi micro đường nghiêng dãy này á, thì mình chỉnh nút này lên. Còn nếu mình hát nhạc thì mình không có dặn này lên nha. Nếu mình ghi đường này hát nhạc mà nếu mình đưa lên thì cái tiếng tiếng nhái nó lên liền, nó nhái chung với ca sĩ ca luôn, nên thì mình ép lại. Nếu mình hát nhạc á mình ném nó lại. Còn mình nếu mà mình gắn vô mà micro vô để mình ca thì mình dặn lên. Và đây thì em đã gắn một bên nè, em gắn một bên cho anh em xem nha. Và ở đây thì cái micro đó nha, ở đây là micro đó anh em, micro ha. Thí dụ cái này thì em đang dặn lên rồi nha, nút dặn lên anh em thấy không. Bây giờ em bật lên nha. Alo, một nó gian này, 1 2 mất cái vô, 1 2 1 1 1. Để em chỉ chỉnh cho nó gian mạnh lên nha. Hello. 1 1 1 1 2 mất cái cô anh em, 1 2 6. Bên đây cũng vậy anh em, ví dụ giờ em đang dạng này là nhiều nè, bớt nè, 1 2 1 1 2. Thằng này cũng vậy anh em, bớt xuống nè, 1 2 2, vẫn mất không có luôn nha. Rồi xong thì bắt đầu thí dụ như anh em này mình cứ nhạc thì mình cứ ghim vô đây, em có ghim thử ha, mở nhạc lên cho anh em nghe nha. Này em làm clip này thì chú ý rất là cho anh kia anh coi, anh về anh sử dụng. Thì em sẽ cho nhạc lên đó, anh em nhạc lên nè. Cái này thì mình hạ lại nha anh em, ví dụ anh em mà muốn đưa lên tiếng nhạc nó vang liền, nó cô luôn, nó cô theo luôn, nó cô theo luôn anh em. Nên mình hát nhạc thì mình nên ép cái nút này lại nha, ép nút này lại nha anh em. Còn bên đây thì que laser thì là on off nè, on off nè, mất nè, mất đó, mất thì mình không có xài EV, nhấn vô xài EV nè. Dù anh em mất chép nè ha, thử đi nha, mất chép nè để mà nhạc lớn lên.
tương xứng chỉnh đường link nè, đường like nè anh em, đường like ha, mất zoom mất bát nè, rồi này này giảm nè, giảm nè, nó lên chép nè, lên zoom nè, lên mất anh em bát nè. Quay được nhưng bây giờ anh đã để vô cái đồ quay rồi, quay cho anh em xem ha. Nhìn cái đồ quay nha. Sau của con mixer này nha anh em. Đây. Đường này thì được cái lo anh em. Dụ mình ghim lo cho 1 2 nè, 1 2 nè. Thì đây phía sau nó có ghi nè. Nếu mà hát lo 4 ohm thì nó 250W. Nếu mà 8 ohm thì nó là 500W nha anh em. Giờ tính ra con này công suất tới 500W rồi nha. Còn hồi nãy là công suất kia là công suất tiêu thụ điện thôi. À, nè 4 ohm là nó những cái nhân lên đó anh em. Này từ 2 ohm đến này mình dính bằng keo. 2 ohm đến 8 ohm đến 16 ohm luôn. Thì con này mình nếu 4 ohm 250 thì 8 ohm thì nó 500W. Đây để em sẽ cho anh em xem biết sao là anh em. Ở đây những cái đường line đường in out ra nè, in out ra. Này EV ra. Này các ngõ này anh em. Nói chung là con này gấu nha anh em. Con mixer này cực kỳ gấu luôn. Ở trong đây là cái tăng phô nè, và miếng nhôm miếng nhiệt nè. Con này rất nặng nha. Còn bên đây thì công tắc nguồn nằm bên đây nè anh em. Đây ha. Bên đây thì cái này là 100W 370W. Đây dòng này dòng tiêu thụ dòng điện nha. Tí anh em lưu ý nha. Nhưng mà cái này thì on off nè, tắt nguồn nè, này bật xài phantom nè anh em. Và bên hông thì nó có cái chữ nè, có cái chữ nè. Con Yamaha này đẹp lắm anh em, đẹp lắm. Anh em xem lại nha anh em. Con này hát tiếng rất lực nha. Em chỉ mới dặn nhỏ nhỏ thôi mình hát kinh luôn. Kết thúc video tại đây anh em. Thì chủ yếu lúc đích này em làm video này thì nói về chi tiết con này lại cho khách hàng. Em cũng đăng clip này, video này lúc trước ngày hồi sáng anh em. Video này thì làm lại chủ yếu về nói về chi tiết con này thôi, để anh cho anh kia anh mua về anh sử dụng lại anh em. Thì anh em nào có nhu cầu là làm những dòng hàng gì đó thì liên hệ bên em nha. Vào Zalo bên em 0972364252. Thì anh em nào mới vào kênh thấy hay đăng ký kênh ủng hộ để xem những video mới nhất bên em. Kênh bên em thì bán cái đủ các mặt hàng anh em. Thì có anh em nào cứ đăng ký kênh để xem những mặt hàng bên em bán. Nói chung cỡ này hàng cũng về lai gai được anh em. Và em kết thúc video tại đây. Hẹn anh em những video tiếp theo.